Vâng, em xin chào quý vị. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với một cái con đẩy nữa của dòng classic sao như đẩy bãi, quý vị, đẩy bãi bốn như sò. Hàng con này về thì lần trước đã có rất nhiều anh em ủng hộ nhé, bởi vì là cái công suất của nó rất là lớn, chạy 40 sò thì quý vị biết rồi. Những con này công suất của nó thì kéo thoải mái, kéo tất tật những cái con loa nào bát 30, bát 40 thị trường kéo được tất nhá. Các đôi bát 40 này, kéo được hai nó bát 30 luôn. Đấy, kéo được hai bát 30 luôn chứ không phải là hai đôi luôn nhá. Kéo được hai đôi luôn nha quý vị. Đấy. Nếu như mà là loa nặng nó full thì cũng thoải mái luôn nhá. Mà full bát 40 của anh Tết Combo luôn. Vâng. Đấy. Thì con này lần trước thì em có về một con mà em có chưa kịp quay nội thất thì là có anh khách đến lấy mất rồi. Hôm nay em vừa về thêm một con nữa thì em sẽ đưa nội thất này cho quý vị xem luôn nhé. Thì con này là như quý vị thấy là nội thất của nó rất là đẹp, hàng chính hãng nên nội thất rất là khủng nhé, quý vị xem, đấy, rất tuyệt vời luôn, đấy. Từ mạch nguồn của nó trên các cơ mạch công suất của nó quý vị nhìn này, chất lượng cực kỳ luôn, đấy, vỉ đỏ, nó vỉ đỏ, rất đẹp, rất chất nhé, rất nhiều linh kiện. Rất nhiều các con linh kiện nhỏ để nó xử lý tín hiệu cho nó tốt hơn. Còn những các cái con đẩy mà hàng Trung Quốc theo kiểu hàng kiểm chất lượng ấy thì là các cái mạch này nó rất là đơn giản và nó không bao giờ ra được chất tiếng hay nhá. Đấy. Nguồn xuyến cũng rất lớn này, nguồn to như này thì quý vị thấy là nó cũng sẽ khỏe này hơn rất nhiều so với cái con nguồn xuyến bé nhé. Nguồn xuyến bé thì đương nhiên là với một cái mức công suất lớn như này nó sẽ chịu tải kém và nó sẽ hay bị ngắt, nó không thể nào hoạt động động ổn định được nhé. Nhưng con này nguồn xuyến rất lớn này để đảm bảo hoạt động ổn định cho cả con cái đẩy này nhé. Đây mạch rất là nhiều, rất đẹp luôn, rất tuyệt vời nhá. Vâng, đây còn đây là mặt sau của cái sản phẩm này. Này nó gồm có hai cái đường vào cho mixer này để cắm từ vang số và từ vang cơ vào đây, một là hai đường vào này để đinh xuống dưới âm ly xuống dưới đẩy khác nhé. Các cái chế độ chọn cho đẩy đánh bright, đánh cầu rồi đánh ba lăng gì đấy là đây. Tiếp theo là đây là cái cọc loa rock new trick hay gọi là Dakota. Ngoài này là cọc loa cọc nhọn, chúng ta sẽ cắm bắp chuối vào đây hoặc là chúng ta xoáy ra, chúng ta nhét dây vào đây nhé. Đấy, thế nào cũng được. Hỗ trợ đầy đủ tất cả các cái loại từ loa full cho đến là loa nằm ngang nhé. Đấy, rất là chất. Đấy. Còn đây là mặt trước của nó. Mặt trước của nó đây. Hai volume, hai hệ thống đèn chỉnh. Rồi là quạt gió. Đấy. Lưới tản nhiệt đầy đủ hết. Và nắp của nó ở đây nhé. Rất đẹp này quý vị xem. Nó đều còn rất là mới nhé. Công nghệ xuất sắc. Hoặc là có nhưng mà nó không nhiều. Nói chung là sẽ có nhưng không nhiều. Ok nhá. Bây giờ em sẽ bật con đẩy ở đây. Và thử luôn xem là nó hoạt động thế nào nhé. Ok. Số 2 này. Ok nha. Em sẽ cho cài kênh tiền nhá.
sẽ thử nghe một đoạn nhạc vàng xem là cái khả năng xử lý tiếng của nó làm sao nhé. Đấy. Đấy, bây giờ xin mời quý vị nghe nhạc nhé, để xem cái khả năng xử lý tín hiệu, khả năng xử lý tiếng nó làm sao nhé. Sẽ để trên tiêu tin luôn. Vâng. Thì quý vị nào ai có nhu cầu mua liên hệ nhé. Vâng, nhưng con này thì không rẻ đâu. Con này nó cũng phải tầm khoảng 5 triệu, tầm 5 triệu nhá. Vâng. Em xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo bên em.